Thì xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Bữa nay thì cha tiền với mẹ tiền đi công chuyện rồi cả nhà, chỉ có tiền với lại thím ba với bé Miu rồi thôi à. Út Dương thì đi học rồi, chút xíu nữa Út Dương về. Cha thì cũng có kiếm được mớ cá cả nhà, gọng ở dưới đây nè. Gọng nhờ cái lỗ hổng của chú Sáu hay gọng cá. Giờ tiền bắt lên để mà làm đồ ăn ăn cơm nha. Nghe nói là cũng có con cá cha khá là to. Mà lâu rồi thì cũng không có ăn mắm á cả nhà. Ủa nhóc hết trơn á. Chết hết luôn á vậy. Chết đâu rồi má. Chết lên cái phi. Ồ, cá cha bự nè em ba. Ừ, không mấy cá phi chứ còn. Ơi có cá hượng nữa kìa. Cá hượng hồng, cá hồng. Cá hượng hay cá đuôi hồng? Đuôi hồng. Giờ mình bắt lên trên xuồng này đi rồi mình dễ bắt hả ba. Ừ. Dở rộng rồi nè. Này hai hiếm cháu bắt lên nặng kho mắm. Làm lóng mắm nhúng mắm ăn. Ui dồi, nặng quá. Wow. Nào đó bắt đây. Ủa cá cha. Cha cũng được ký mấy. Có ký gì? Thường tởm nhơ mà. Con cá này nữa nè, có bắt không? Bắt cá này luôn đi, không mắm mà. Ha. Cá cha là cháu béo. Cái này cá hường. Cá hường nè. Cá hường. Cá hường này có môn làm gì vậy? Thượng muối chiên làm gì? Muối chiên hả? Rồi mấy cá rô phi chết này bắt muối chiên luôn đi. Muối chiên. Ừ. Muối phi khô đi. Đặt. Đừng nạt em mấy anh ơi. Con bự đó, ừ, con bự chết. Chết nhiều quá nè. Còn con mấy bảnh đi. Nè cá này muối có bóng tượng đó nè hả ba? Đút bảnh nữa đó. Trời ơi. Bảnh nữa kìa. Đây nó nè. Ừ. Sao chết nhiều quá vậy? Con đây nữa nè, không bự nữa nè. Chết hơn nữa. Còn con nào nữa không? Rồi hết rồi. Cái đó làm khô hay là muối? Biết, bằng đại đi. Cái hồ này bắt không? Khỏi đi ha. Khỏi đi. Chừa nó đi gọng đi, tại nó còn sống. Rồi. Buộc lại, tiền với lại thêm ba đi hái ông muốn. Rau muống con hái ở mé cầu đó mà. Có mới rau muống đó, hái vô mình đặt ra mình nhúng ăn ngon. Cái đó để đó đi. Ông thì hái rau muống đi. Chết cây cà na tao phải rồi. Đâu? Đó. Mía của nhà tiền nghe cả nhà, cha chồng nè, lên rất là nhiều luôn, bên đó nguyên một hàng nữa. Và bí đao. Bí đao này thì được 1-2 trái. Hai trái này ăn dừa đấy mà. Bự rồi đó. Hai nhỏ hơn mới ngon. Còn phấn mới ngon. Trời ơi, muốn bò kìa. Con muốn nào? Thì con muốn bò bò nè, muốn bò bò nè. Ở dưới này cũng có nữa nè. Hái muốn bò bò nó ngon. Mình thím ba hái bò ở trên đó đi. Mình ơi, bông lục bình nữa kìa thím ba ơi. Ừ, hái một bình ăn luôn. Nhưng mà con không có đi xuống sình được. Do đẹp hả? Không phải, do con bị phỏng. Hôm bữa quậy sữa cho cục vàng bói nửa đêm còn si ca. Bắt đầu cầm bình sữa chưa đẩy nắp đi vô mùng tắn cái mùng lại. Bắt đầu cái nó xà ra. Rồi phỏng nguyên bằng giò. Ôi ơi nó ngon kìa. Thím ba ơi đừng hái trời nó muốn ngon. Như đó ngon hả? Quá trời ngon luôn. Có nước nó mập hơn ở trên bờ ốm hơn. Nè giò bị phỏng cho nên là từ từ. Bên đó có hai bông lục bình kìa, quá đó hái. Lục bình nó ngon lắm bà. Ừ, bình ăn mắm ngon lắm. Quá trời ngon rồi. Phượt phượt phượt. Đúng rồi. Kệ dưới nước kìa. Thôi con đi xuống nước nha. Đi nước đi. Con hái vòng vòng đây cái nữa. Chỗ trùng dịch. Thôi bữa giờ nước lớn để trôi hết rồi đâu ra mà tới giờ còn tức dịch. Cái phân dịch không tốt. Bởi vì nó tốt tôi muốn nha. Ngon quá. Cái muốn này mà bào bún ăn là hết sẵn. Làm mồi lưới ngon quá kìa. Tiền xuống đây hái tại tiền thấy ở đây nó non nè cả nhà.
nó xỉ. Hồi lên trên chảnh mình hái thêm vài cái bắp chuối nữa, có cái bắp chuối á nay nó trổ ra. Ơi thất à, mới thất em con ẩm em xuống dưới à, dưới dán đi rồi lên. Ôi lên mà thấy còn ngon quá, mấy bông một bình nữa nè cả nhà, có một bông mà đây. Rồi lên cả nhà, lên tiền chọc cái bắp chuối. Ủa, ơi, trời ơi con bóp nó đi theo mình kìa hả ba, đi tắm đó tại đi trời nực cho nên tắm đi. Nó thích cái ớt rồi nè. Ủa mà thối nhóc chứ, thối hả? Ừ, thối nhóc nè, tại nước nhiều quá nha. Bỏ đi hái, bỏ đi hái ba. Cái nào không thối hả? Dạ thối hái thật khổng tay. Ủa rồi đó, tự nhiên cái dao nè tiền. Dạ con chuối con bứt mấy cái cọng càng cua này chắc. Ui thúi nhiều hơn cái nguyên, thúi nóng tay luôn á. Còn nó không chứ ba, nhìn nè bản có kèo cua không vậy ba? Hết rồi không nè, rút cái dao phan phan để con ngắt cái này bỏ cái. Trời để gốc và bữa tăng nữa nhổ gốc ta. Ủa dạ ai biết. Rồi ủa sao cái này là chuối ngự hay chuối gì vậy? Chuối lá sim. Chuối lá sim mà sao mới đây chưa hết không? Hết rồi đó, giải rồi đó, thấy không? Giải ba nãy còn đâu nữa, chục nãy gì vậy đó. Ui ui chuối nó bự, chuối 2 kg. Tuyệt vời. Rồi đi vô nhà cây làm đồ ăn. Cái trái nó bự. Ở bên đó là bắp đó à? Đồng bắp thôi, ăn bắp thôi. Cái bắp đó là nó cũng giải rồi đó. Ờ bắp nó giải. Ui ừ, thôi hổ mắm. Thôi hẩm mắm của bà Tư ơi. Ai làm tít tít đó. Thơm phức. Thơm. Bữa nào rồi xin bán keo. Ừ. Lá chuối đi. Keo để dạch kho ngon. Tới nước tới cỡ gà mình văn nữa, cái mặn mắm nữa. Trời hổm văn thấy hàm hả ba? Ừ. Được con bữa. Bữa xa không bằng. Cho mắm lên mình thắng. Thắng mình lượt, rác mình làm lẩu. Hôm nay thì mình ăn chung với lại điên điển nè, bông súng với lại rau muống với cái bắp chuối. Có mua thêm một miếng thịt nữa cả nhà ơi, để mà sắc vô nha, cho nó thơm ngon. Cà này thì mình gọt đi chút xíu rồi khỏi rồi mắm ăn cho đỡ ngán. Cá này tiện khứa ra nha, con nhỏ này để nguyên con bự này thì khứa ra. À, 4 phút. Thịt này thì tiện xé sắt ra luôn. Ăn chung với lại mắm. Mình sẽ lật dao nha. Cái lò bên kia đó nó sấy bọc, sấy bao vậy, nó ầm. Ồ, người lắm mình đập hết tiền. Nào hả ba? Đập cái gì? Đập đi, nhúng ăn nó ngon hả ba? Ừ. Sẵn thớt nè, đập đi. Với gà bông súng á, bào cục thịt này chưa lại đi. Mấy cái đậu.
cầm ra còn cua. Ồ, nó ngon với ba ơi, nó ngon xèo. Cái này cục vàng ngoan quá, ngồi chơi kìa. Trời ơi, có mặt à. Quá trời cái mặt à. Có miễu chơi. Có nên không là. Cho em mở ra đi con. Ngon ghê luôn. Giờ là tách cái này ra, bỏ cái trái đi với cả nhà, tại mình nhúng vô cái phần lẩu của mình á, nó không có bị giống như là lền lền mấy cái trái chuối á, chuối non á. Thái có quanh năm, còn điển mình tới tháng 6 mới có bông. Mà điên điển Thái này ăn không ngon mà điên điển mình thêm ba. Không, không bạn. Ăn nó không có thơm. Mà nó nhẵn lắm. Nhẵn hơn. Đẹp. Giờ chuyện có Thái. Việc của mình để tới mùa mới ăn được. Còn mà ông nào chồng ha. Mùa nào không có. Nên tiền cho chanh vô cả nhà đặng cho nó trắng cái bắp chuối. Chuối mình nó không bị đen. Cái này tiền bào nhuyễn vậy nè, nhúng vô là mình lấy ra mình ăn liền mới ngon. Tới giờ ăn của nó rồi đó. Bởi vậy nó ba gai. Đi nước cho em uống ba ơi em yêu. Thơm quá, mắm thơm quá trời thơm rồi. Cho dầu vô. Nóng cho tỏi vô. Mình vàng hết cho xả vô. Tẩu nó vàng mình cho xả vô một miếng thôi, thử cho nó vàng cái mình cho thịt vô, vàng rồi cho thịt đảo vô. Thịt nó săn cái mình cho nước mắm vô. Bác có hai miếng cháo ăn đi. Bảy nồi cơm đó. Ừ, nãy giờ nấu cơm cho ta.
Cho nước mắm vô. Hình như là có thấy hình như là chưa hả? Thôi vậy ăn không đây, khỏi ăn cơm. Mắm chín rồi, chưa có cơm. Bên đây tiệm sắc cà đang để vô là mắm đi. Cũng chín thịt đó nha, mình niêm đồ vô luôn. Mô hoạt độ con. Trời một chát. Mắm này mình không có để bột ngọt, để hạt niêm với đường thôi. Mình cho cá vô luôn đi. Cá này nguyên bự nó cũng lâu chín. Trời ơi, nguyên con cá bự. Nguyên một con cá nhỏ. Một cái lá gan. Một cái mang. Cái kỳ. Trở lại luôn. Đầy chảo rồi. Hồi chín mình cho cà vô là mình nhúng ăn luôn. Cá nó chín rồi là mình cho cà vô luôn. Là chuẩn bị ăn cơm. Ôi cá ngon mà thịt cũng ngon. Cà cũng ngon luôn. Ăn mắm uống nước đã luôn. Mình cho ba cái hành với xả vô luôn. Rồi nó xanh xanh đỏ đỏ. Rồi từ nãy giờ thì hai hiếm cháo cũng đã nấu xong cái nồi lẩu mắm ở cả nhà. Giờ thì xin mời một cô chú anh chị bạn cùng dùng nha. Hôm nay thì chỉ có tiền với lại hiếm ba với bé Miu thôi, ăn hết chảo mắm rồi luôn. Rồi mà cả nhà. Hai hiếm cháo rồi. Mời ông ba cơ cháu. Để em gấp đi hiếm ba ha. Này nó mềm. Bông điên điển, rồi bông súng, rồi bắp chuối, rồi rau càng cua, rau muống. Bông súng. Rồi. Bông súng. Súng gần. Cả bé Miu ăn cá nha. Mẹ ngồi im đi, mẹ vẽ cá cho. Đây, một cái con cá rất là to đùng. Thịt không. Thịt không luôn. Mà cái nhà ăn cơm. Ăn hành không? Ừ. Ăn rau. Ồ, rau này ngon. Rau chưa chín đó bà ba. Mùi rau sống ăn ngon. Rau nó sợ sạch đi là ăn ngon. Để nó giòn ha. Thấu thấu đúng giòn nha. Nhậm cá luôn. Không giòn. Mình cái nhà nha. Chấm miếng ớt luôn. Út Dương thì đi học chưa về. Mẹ ăn ớt đi. Ngon ngon ngon. Ừ. Tạm chéo thôi ăn rồi. Đâu bà ăn hết cái ớt này như tiền bà ăn hết rồi. Một ngày. Con gà không ăn. 24 ngàn. 24 ngàn. Ăn 50 ngàn luôn. 50 ngàn luôn kìa. Rồi, bà ba ăn đi. 50 ngàn có tiền được không? 100 ngàn. Lâu lắm rồi mới ăn lại lẩu mắm hả bà? Ừ, đúng rồi. Với lại mắm này là mắm nhà làm hết nha. Mắm bánh tự nhà làm mà sao em. Mà sao á, thấy là bị bắt cá. Ừ. Ừ. Nóng được. Ngon quá. Nóng mà hơi giòn giòn. Ngon quá. Ổ cá bông súng ai làm? Toàn là người chấm điểm. Cái gì? Bông súng ai làm? Bông súng nè. Nghe mày làm 10 điểm. Có ăn đâu mà chấp. Ủa bông súng nào? Trời. Bông súng nè. Nóng. Bông súng nóng quá nha. Hỏi nha. Nghe. Ăn đi chánh điểm. Bông súng ai làm chánh điểm. Nước bông hoa gừng mắm. Ăn rồi tắm. Nóng á. Cũng thích rồi. Ngon. Ngon. Thấm mắm ai làm á quên. Nó ngon. Nhúng làm cua vô. 10 điểm. Đúng không? Rồi ăn đi. Cá ai làm? Cá ăn tiền làm. Hả? Cá ăn tiền làm.
Tiền là không biết tiền ở đâu hết. Tiền là mẹ. Ừ. Hỏi ai? Cá hả? Ừ. Mẹ đó này nè, là... tiền là 100 điểm. Món này mẹ làm con ba ba quá không điểm. Bà. Ừ. Bà ba không điểm. Ừ. Ai biểu bà ba không làm gì? Không làm. Bà ba nấu nồi mắm này còn gì nữa? Nồi mắm hả? Ừ. Một điểm. Con không cần phải điểm lấy tiền. Ăn đi. Rau nhiều nhiều vô. Bông điên điển không? Điểm mà. Điểm đâu. Cho mình điểm vô. Chưa chín nha. Ăn được không? Sống được mà. Sống ăn được nhưng mà nó không có chịu ăn sống. Không ăn thịt hả? Thịt đúng chân. Thầm đèn con sắt hơi dày quá. Ba quay cho nên ba 10 điểm luôn. Không bằng gì mà tính điểm. Làm gì cũng tính điểm 10. Ai biểu ba quay? Cá nhóc dần dạ ăn mía vô. Quá luôn rồi. Bông thúng đâu? Bông thúng nào nó chín rồi. Cho con đảo lên thử ra con chín chứ. Ở nè. Lấy bông thúng cho con. Đây. Nguội ha nha. Cà miếng cà. Ở nè bông thúng rồi. Nóng quá nóng rồi. Bông thúng luôn mẹ. Nó. Nó. Không biết bông thúng nữa. Cá là tiền để là dễ nguội dễ ăn cả nhà. Đây có mấy cái ớt rồi. Ăn ớt nhiều. Đố bà bàn hết ớt. Nhiều ca. Dạ, 1 tỷ thôi. 1 tỷ ca hả? Tỷ ca là nhiêu ta? Ớt rồi. Ớt hả? Ớt ngon mà. Ăn hết ớt. Ăn từ từ. Ngồi ăn nữa. Ăn hết rồi lát lấy đồ ăn. Ớt cũng hiếm thôi. Cá này béo quá, béo quá. Ngon ha. Ừ. Gì mà? Hồi sáng tới giờ cái đàn cá đó nó quặn hoài luôn á. Mà con biết cái gì? Cũng khuy nhiều gì. Béo quá. Ăn súng quá mà bà gấp ra. Ngồi bàn hoàng coi thích vô. Vô. Ừ. Cá nhóc rừng quên. Cá nào không? Cá này không nhận dai ngon thích. Cá này cũng dễ cắt luôn á. Ừ, cá ngon sợ luôn. Béo nè. Cá này mấy ổng mà tát nó đi chở nó sống xuống. Ừ. Không xuống mà béo. Con nói mẹ rồi hả? Mấy cái bè á ba. Ừ. Cứ ở trong ao nè. Lúc mà người ta cắt cá á. Cá đó rồi người ta chở đó nó không xuống. Ừ. Con ghe đó. Ừ, nhảy rồi. Quá luôn, giàu nè. Giàu nào mà nghĩ ăn cá mà. Quá tuyệt vời rồi. Hôm nay là mắm quá trời ngon luôn. Ăn cá ngon, nghỉ ăn cơm. Ăn cá đi. Cho mày nguyên cứa đó. Con ăn hả mày gấp cho. Cá ha. Hôm nay mày quá dữ rồi, mày ăn cá quá trời cá luôn. Nữa là tới cái em kia nữa. Em nào? Anh bối. Tới cái em kia em quậy, em siêu quậy á. Em siêu quậy là tên bói bói đúng không? Ừ. Em bói bói đâu rồi? Em bói bói về nhà rồi. Về nhà đâu? Nhúng cái bông lục bình rồi. Ủa mẹ còn không? Nhúng ăn liền hả ba? Ừ. Mẹ còn không cái gì vậy? Hử? Chín rồi quên. Mẹ. Đâu có. Ăn ơi. Sống sao vậy đó? Nóng mà. À, quá trời nóng luôn á. Ngày ai mà gấp gấp ăn mau mau là phỏng. Mọi người cảm ăn hết cảm. Dạ, cảm luôn. Về ba ba. Về ba ba khỏi nấu cơm luôn rồi. Ừ. Nó làm cho ông bà đói rồi. Bà nữa rồi. Nè nè nè, bà ba nói với ông bà luôn nè. Đừng làm cơm đi. Không. Không nói sai tôi nha.
Không có sao tôi nhờ. Tao cứ làm cơm đi. Tôi ăn no rồi. Nghe mìu. Không có sai tôi nghe. Đúng không? Mà mì bằng cá đã luôn. Nóng mì mìu. Ngon. Cà cũng ngon. Cà nóng rồi. Tại vì nhúng vậy nè, cả nhà ăn nó ngon hơn là mình cháy. Tiền ít ăn rau sống cho nên là cái gì ăn cũng thích nhúng. Ba ba ơi, ba ba ăn hai cái ớt đi. Hai cái ớt là 200k. Ok. Ok. Ba cái ớt là 300k. Năm trái ớt là 5 trái ớt là 500k. Hồi nãy con nói 5 trái ớt. 5 trái ớt. Bữa nay bói bói có người giữ rồi cả nhà. Mẹ Tiền thì đi với cha đi công chuyện. Không. Bữa nay về nhà giữ. Không. Không đúng rồi. Không đúng rồi. Về nhà chở bói mẹ. Về nhà chở bói mẹ cũng ra ngoài đường. Đây là đường nè. Đi đường nó mới nín đó. Thôi ba. Ủa bà ba mà con gì mà cạo đầu chọc mà không biết đi mà nó gì vợ con bói bói. Nó là biết con bói thấy không? Phải. Thì cả nhà hôm nay thì Tiền với lại Hiếm Ba ở nhà thì tự bắt cá lên nấu nồi lẩu mắm ăn rất là ngon luôn nha. Thì Tiền cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị video sau nha. Bye bye bà cô chú.